Zika Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Thì đây có bên em có nhận được đơn của anh Quý ạ. Vâng, anh ở huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có được Zika Audio tư vấn, anh đã cho mình hai Super Maxim Max 40. Vâng, hai Super Maxim Max 40 anh Quý nhá. Vâng, anh Quý ạ, trước tiên thay mặt công ty Zika Audio thành số cảm ơn anh Quý đã ủng hộ hai Super Maxim Max 40 này bên Zika. Đây anh Quý nhá, đây là hai Super Maxim bên em bỏ ra test cho anh trực tiếp đấy ạ. Vâng, đây là bên em test rất là cẩn thận, bên em cho vào phòng kỹ thuật test ổn định đầu, sau đó bên em mới quay video lại cái sản phẩm của anh đã chọn lựa. Vâng, hai Super anh em đã bày trước mặt đây, rất là khủng long bạo chúa, nhìn rất là ngầu, được sơn sần màu đen. Đây là đặc biệt là cái dòng Maxim này bát thần cực kỳ là đẳng cấp. Vâng, em đang test từng cái một đấy ạ. Vâng, hai Super Maxim này đánh không gian thì khoảng 100m2, đánh căng đét luôn để cho anh Quý trải nghiệm. Vâng, anh Quý nhá, đây là hàng mới không tì vết luôn, rất là chắc chắn và khỏe, được bảo vệ những cái e căng sắt để chống chuột hay là chống trẻ con nghịch. Vâng, bên dưới lại như thế ạ, rất là chắc chắn. Vâng, hai quả như một luôn ạ. Vâng, hiện tại cái súp bên trái này của anh bên em đang test này, súp bên trái này bên em đang test. Thì em sẽ chuyển sang cái súp bên phải để em test lại cho anh nhờ, để anh nhìn được rõ cái sản phẩm mà mình đã chọn lựa và mua. Mình quay ra phía sau đi ạ. Hai cục rất là khủng bố với Zika Audio đánh số. Vâng, đây anh Quý nhắc, đây là phía sau này, phía sau của cái súp Martin mà 340, mã là M1800, công suất cực lớn 600W, mắc có thể lên 700-800W. Rồi anh em thử tắt giúp anh đi nhá. Tắt đi này. Đấy, để anh phân biệt được cái nhạc không có súp thì nghe nó không được ấm và dễ chịu. Từ giờ bật súp anh lên thì nghe cái giải âm hoàn toàn khác. Đây ạ. Đấy ạ. Anh có thể nhận phân biệt được là tiếng trầm nó hay ra làm sao, hay như thế nào. Rồi mình bỏ đồng tiền ra mua cái trầm cực kỳ đẳng cấp này thì nghe giải âm rất là dễ chịu. Và đặc biệt cái dòng này là đánh cả súp hơi súp điện nhanh nhá, đánh cả súp hơi và súp điện. Đặc biệt cái dòng này là đánh cả súp hơi và súp điện. Phía bên tay trái này anh có thể nối cầu đỏ đen của đằng sau âm ly, đằng sau đây đánh bằng điện, hoặc anh có thể đánh bên tay phải này là bằng hơi này. Đây là bằng hơi nhá, hai cái cầu đỏ đen bên tay phải này bằng hơi. Rồi cái súp hiện tại bên đây em đang can thiệp đây là đang hoạt động ổn định anh nhá. Rồi em chuyển sang cái bên phía bên này để em test tiếp cái sản phẩm thứ hai của anh đã chọn. Vâng, cái súp Martin thứ hai bên em đang cắm dây kết nối và đang hoạt động rất là ổn định đi ạ. Tiếng trầm rất là chắc. Vâng, hai quả như một luôn anh nhá. Vâng, em quay ra phía trước đi ạ. Vâng, em đang test cái quả bên tay phải của em đây. Vâng, hai cái quả này nó nặng, mỗi một quả nặng khoảng tầm 40 cân, hơn 40 cân, rất là khỏe, rất là nặng. Hai người khênh mới được đấy ạ. Vâng, phía bên tay trái đây thì người ta thiết kế hai cái tay cầm đây ạ, có thể khênh, hai người khênh. Đẹp không tì vết luôn anh Quý nhá. Rồi bên em có tặng anh mỗi một súp là 5 mét dây tín hiệu đấy ạ, 5 mét dây AV. Mà bên đây là bên em
đã thiết kế cho anh. Và đi kèm là hai dây nguồn. Và sau đây em sẽ quay ra đằng sau và em đấu thử Super cho anh trải nghiệm nhé. Vâng anh quý nha, bên em đang đấu kiểu chậm hơi đấy ạ. Đặc biệt cái dòng này là 2-trong-1, rất là tiện ích, anh có thể đấu điện đấu hơi được. Đây em không cắm nguồn nhá. Vâng em đang không cắm nguồn đấy ạ. Và em đang đấu cầu bên phải này, cầu đỏ đen bên phải trực tiếp đằng sau đây. Bây giờ em đang đánh chậm hơi. Tắt chậm hơi. Đấy, hết nhạc của chậm anh nhá. Hoạt động rất tốt về chậm hơi anh nhá. Đây em bật lên này. Đấy ạ. Em đang can thiệp vào đẩy đấy ạ. Tắt chậm đi này. Đấy anh thấy nhá. Cái shop Martin 340 này duy nhất dòng này được tích hợp cả hơi cả đẩy. À cả hơi cả điện. Rất là tiện ích. Đây bật lên này. Đấy ạ. Vâng anh đấu chậm hơi, anh nhớ đấu bên hai cầu đỏ đen bên tay phải nhá. Nhìn từ phía đằng sau lên đấy ạ. Vâng em chuyển sang cái shop phía bên tay phải của anh. Để em thử lại cái chậm hơi. Hoạt động ổn định thì bên em bắt đầu đóng gói gửi hàng cho anh nhé. Vâng anh quý nhé, em thử lốt cái sản phẩm thứ hai mà anh đã chọn đi ạ. Vâng em vừa nãy em thử quả bên này. Vâng bây giờ em chuyển sang quả bên này. Nào hoạt động chậm hơi rất tốt anh nhé. Đây nguồn không cắm luôn, tất cả những cái cổ điện, súp điện này bên em bỏ hết. Đấu nguyên súp hơi. Vâng quay đằng trước đi ạ. Vâng em đang đấu với cái đẩy 4 kênh V-Watt 4800 D4800 ở dưới cùng nhá. Vâng và hold 2 đô la full VA12 của V-Watt. Vâng và vang cơ lại số ZKM50VX ạ. Vâng quý nhé, bên em đã test rất là cẩn thận của hai sản phẩm của anh. Thì hiện tại hai sản phẩm của anh hoạt động rất tốt. Sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Vâng sau cùng em thay mặt công ty Zika Audio chúc anh quý và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Vâng chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng xin chào anh quý và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.